Và để một có một câu chuyện cuối cùng để kết thúc cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Tại vì theo như lịch trình thì chúng ta sẽ chắc cách chỗ này không còn xa nữa đâu, còn một vài cây nữa. Và chúng con cũng cũng muốn thầy kể về một câu chuyện mà con đã được nghe thầy nói rồi, về cái chuyện luân hồi, tức là tái sanh từ từ một cậu bé ở Tây Nguyên phải không ạ? Là 4 tuổi, nói về cái thân phận mình trước đây. Tên của cậu bé đó thì chúng tôi không nhớ, và sự kiện này nó trở nên rần rộ trong mấy tháng vừa qua tại Việt Nam. Vài chục tờ báo đã đưa tin vì đã được kiểm chứng, và cái việc công bố không phải là do sự đồn đãi trong dân gian mà là những nhà nghiên cứu về khoa học thấy sự kiện đó không thể phủ định được, cho nên không còn cách nào khác là họ phải công bố nó trước công luận. Cậu bé khi sinh ra đó, 2 tuổi mấy là đã nói rõ rằng là kiếp trước cậu ta là ai, con cái của gia đình nào, gia đình đó ở đâu, thân phận, sự nghiệp, hoàn cảnh. Cậu ta mô tả trong nhà có cái gì, làng xóm ra làm sao, mối quan hệ của cha mẹ kiếp trước với những người thân ở trong gia đình và là quan hệ làng xóm một cách phanh phách đến độ đó cha mẹ mới hoàn toàn gọi là ngạc nhiên, đi từ sự không tin đến sự chấp nhận. Và điều đó đã làm cho gần lớp 4 tuổi đó thì cha mẹ mới này đó dẫn cậu ta đi đến cái nơi mà cậu ta đã mô tả, và quả thật đúng như thế. Cho nên là cậu bé đã ôm cha mẹ cũ của mình mà khóc lóc, và cuối cùng mới là cha mẹ mới cho phép cậu ta sống với lại cha mẹ cũ của mình. Đó là một cái chuyện tái sinh mà theo Phật giáo đó là luân hồi trong cái thời hiện đại tại Việt Nam. Những sự kiện như thế đó nó diễn ra ở phương Tây đó đã từ lâu, mà các nhà bác sĩ, những nhà nghiên cứu về hiện tượng luân hồi ở hiện tại đó phần lớn là những người theo Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Nhưng mà và rồi họ thấy đó là một sự thật, mặc dù Kinh Thánh không có đề cập đến chuyện này và phủ định chuyện này, nhưng mà họ thấy rằng là nó rất là cụ thể, nên là họ đã công bố. Thì trong tủ sách Đạo Phật ngày nay do chúng tôi biên tập và xuất bản đó thì đang ấn hành, chắc có lẽ khoảng chừng 2-3 ngày nữa tại Việt Nam, một tác phẩm mang tên là Chuyện Luân Hồi Trong Hiện Đại, bao gồm 20 câu chuyện có thật dùng phương pháp thôi miên để giúp cho một số người nhớ được cái tiền kiếp của mình, và những thông tin đó là được khảo cứu và kiểm chứng, không phải chỉ có một vài bác sĩ trong lĩnh vực chuyên môn mà bởi sự chứng kiến của rất nhiều người dân liên hệ đến sự kiện, bao gồm những người thân kiếp trước và kiếp này. Vì có thể đón đọc, có lẽ là vài hôm nữa chúng tôi sẽ cho cái tác phẩm đó lên trên trang web đạo phật ngày nay.com hay là tủ sách phật học.com do chúng tôi phụ trách đó, để quý vị có thể đọc kỹ hơn. Và những cái tình huống đó rất là ly kỳ và có thật cả, diễn ra tại Hoa Kỳ, đặc biệt là ở California và New York, và những nhân vật đó phần lớn là đang còn sống, cho nên cái tính xác thực của câu chuyện á là có thật. Và những bác sĩ nghiên cứu về lĩnh vực này đều là những bác sĩ giỏi hàng đầu về lĩnh vực y khoa tại Hoa Kỳ, chứ không phải là những người mê tín gì đâu. Thì thông qua những cái bằng chứng như vừa nêu đó, cho phép chúng ta tin vào lời Đức Phật một cách nghiêm túc hơn, là luân hồi là có thật, trách nhiệm đạo đức và hậu quả của những hành động tốt và xấu của con người là có thật. Cho nên chúng ta sống tốt hơn ở kiếp này, sống có giá trị nhân bản hơn, để hành động của chúng ta nó mang lại lợi lạc cho mình ở kiếp sau, và nó cũng mang lợi lạc cho tha nhân. Và có được như thế đó thì kiếp sống thật sự là có ý nghĩa và giá trị thật là nhiều.